chó luôn này. Có chú chơi với chú Nho đỉnh ngày xưa thôi. Cả anh tao chọc tao sang ấy. Lâu lắm rồi, không lên, mấy năm không lên rồi. Chị gì đứng cạnh hỏi chú Sơn có phải ngày trước chú đóng phim không? Đúng rồi. Chị nào đứng cạnh? Chị gì đứng cạnh? Chị gì đứng cạnh chị gì? Đóng phim gì? Chị gì đứng... Ngày xưa chú đóng phim Cảnh Say Sự, bây giờ chú đánh phim có theo. Không. Vớ vẩn. Có tuổi không để nói thứ vậy linh tinh được. Các cháu nó cười có tuổi không à. Đâu ai hỏi thì hỏi mang ngang nhá, không trả lời đâu nhá. Sạch nó không sạch, sộc sạch cái gì sộc sạch, sức đâu làm sộc sạch, hết sức rồi, rồi bỏ ra ngắm cất đi thôi, không làm gì hết đâu. Chủ Sơn thì như thanh niên đấy nhỉ. Chơi với chú Nho với chú Thao thì thời trẻ chú khét mù luôn. Chú chơi chú Thao thời đấy, thời chúng tao chọc với chú Thao chọc chết rồi, vào Tiền Giang thì vợ chết ở Tiền Giang rồi, hôm chết bọn chú vào Tam Hương rồi, may vào. Ai? Con tao chọc cái gì? Hồi xưa cả chỗ đỉnh ấy, trông ra đây chưa? À, trông con núi. Anh Ti, anh ơi đang đâu rồi ạ? Ti à, chạy ra chỗ nhà chị Hằng đi nhá. Dạ, con lớn nước ạ. Alo. Ngã tư Phùng Hưng với cả... Nước ạ. Đừng nói, người nào ghét nó ra là bắn đấy. Còn Ti đây, còn Ti chạy đây sân bảo này cả. Ti đâu? Chú ơi, mai cháu mời chú đi xem phim nhé kìa. Ôi trời ơi, xem phim. Ôi con gái chú đuổi, xem phim chú đi. Phim gì? Tên cúng cơm rồi. Ngày xưa thầy bao cấp thì ai gọi cúng cơm. Đấy. Bụng khỏi tên mình không? Tên đẹp đàng 6 nít luôn. Chú làm sao mà ủ mưu gì đâu, còn có gì mà phải ủ mưu à. Cơm ăn ngày 2 bữa đúng không? Thì sáng ngủ, trưa dậy, chiều đi thể dục. Nó chó thì mình ủ mưu gì nữa. Ông chú này nhìn giống mấy ông chú người Colombia. Chú là dân chơi thời bao cấp đấy. Ông gì à? Chơi thời bao cấp, bộ đội trả góp. Cái bộ đội trả góp à? Người ta chơi thời bao cấp, bộ đội trả góp. Cắt mí à, không phải, mắt anh to nhá. Ông mắt anh con mí. Cắt mí cho trong bụng mẹ nhá. Đang đi sang Thái Lan cắt cái kia kìa. Nhưng mà chưa đi. Bỏ bỏ từ, vợ chưa đi. Chú có quả quần quá chất. Công việc chính của chú là gì á? Công việc chính của chú là sáng ngủ dậy hót cho chó. Xong đâu lại cọ chúng chó, xong cái lại đi mua rau, mua cỏ, mua cổ gà. Về bây giờ lại dạ đang như thế. Nấu cơm cho chó. Nấu cơm cho chó. Ừ, như hai thằng đàn ông. Nếu mà ai không tin thì ngày mai mình sẽ được sáng mai 8 giờ chúng mình hẹn nhau nhá. Bắt đầu dậy mở live stream. Bởi vì lúc mình làm không có live stream. Để làm chung lách ra lách sách chung chán lắm. Phở. Con thấy thời đấy toàn dân chơi xịn thôi. Thời nào? Thời chú á? Thời chú ấy. Thì bây giờ vẫn thế mà cháu ra đâu? Bây giờ có chân dân chơi xịn mà. Chó em, cho anh Sơn rồi. Có chó mà. Mà em bán. Em mua về nhá, xong đầu là ấy là em cho em. Chú về Bắc Giang cháu chơi. Ok cháu, chú cảm ơn. Rồi có dịp chú sẽ qua. Chú chơi là... Ừ, chú bận lắm, bây giờ chú mở mắt ra là chó má má. Chúng chú không muốn quay cho mọi người xem. Chú bận. Sơn vui thế này bảo sao trẻ lông. Sáng rồi đưa con đi học với về lo sáng đàn ngủ chó. Dậy đưa thằng sữa đi học, thằng đầu gấu đồ mèo cho đi học đã. Không hở ở nhà thì phá cũng làm gì hết. Riêng cái đầu của nó bây giờ 6-7 cục lao đầu lúc chung. Đấy.
hôm nay đi học lại ngã. Cháu lại ngã mày lại. Đu ngựa lại tím lại. Đu ngựa lại cả hồi cái đầu này. Mẹ bảo cô giáo chứ nó như thế đâu phải để ý cháu chứ đỡ nó bị làm chết à. Cô không kịp trở tay. Đó ở nhà động thế chứ. Bà con phải để ý cháu chưa gã lúc nào cũng phải biêu đầu như thế này. Mà làm cục vậy rồi. Giải cứu 5 em đi cho chú. Ngày xưa tôi biết ngày xưa cháu. Con ngáo ngáo. Chú đi giải cứu 5 em. Đưa cho giải cứu 5 em. Giải cứu đi. Quay ra con giải cứu 5 em. Đâu? Cô giáo ơi. Ngáo ngáo chứ mẹ. Chú ngáo nào? À, xem nữa. Chửi ngay cô giáo. Giải cứu à? Không phải. Chịu giải cứu. Chịu xá. Chú Tuấn Bưởi phải là anh trai chú Tú hả chú? Hôm nay cái con nào mà nó con Tuấn là anh ruột của chú Tú của nhà của anh em ơi. Anh Thịnh chậm nhịp bước thế anh nhỉ? Thằng ấy đi kinh khủng rồi, cũng to chứ khủng long nữa. Đúng rồi, nhiều khi nghe bọn thì nói nghe ngước tay. Hôm nào em ra chỗ anh Nho, rủ anh Nho xuống anh chơi nhé. Ok, nhất trí luôn. Đâu có bánh nho, không biết là anh nào. Chú Sơn có sao vậy không? Theo cháu đoán là cháu hỏi câu chú vợ bên cạnh khó trả lời quá. Theo cháu đoán. Các bạn đi xem không anh chị ơi. Không. Chú nghĩ sao về mối tình đồng tính nhờ chú không? Chú. Thôi cháu đừng có vào vấn đề chú sợ lắm. Long à? Nó ngọng không? Long. Ôi buồn cười quá. Ôi trời ơi. Ok em mình lại em đang làm ở nhà. Nói béo ghê mẹ. Thế là béo ghê trời ơi. Lấy cái bàn đây đây, cùng lấy cái bàn. Không kệ lắm. Không ngồi bà bên đây kệ nó, không cần phải lấy bàn đâu, để nó ngồi kia. Anh ạ. Anh thử live stream nhá. Không, tay này đây đi, không ngồi live stream. Em ngồi bên này. Thì anh live stream vào khoảng rồi. Tắt đi nhá. Tắt đi, được rồi, tắt đi.